Đấy, cả lớp nhìn thấy màn hình của thầy chưa? Dạ thấy rồi ạ. Thấy rồi đúng không? Đơn giản, bên này nó truyền nhanh lắm. Rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy nhá, thầy giảng tiếp nhá. Alo các em. Vâng ạ. Nhìn thấy rõ chưa? Rồi thầy ơi. Ok, được rồi. Thế bây giờ chúng ta làm như này nhé. Để đánh số thứ tự, các em chỉ cần ghi số 1, đây số 2, được chưa? Sau rồi các em giữ shift chọn hai ô. Giữ shift chọn hai ô. Sau đó thì chúng ta đưa chuột vào cái góc phải phía dưới, chuột nó biến thành hình đang dấu cộng màu trắng, nó chuyển thành dấu cộng màu đen nhỏ hơn. Thì chúng ta nhấp chuột trái và giữ chuột kéo. Giữ chuột kéo thì nó sẽ tăng chúng ta. Ví dụ thầy chọn 10 người. Đó. Thầy nhả tay ra thì chúng ta nhìn thấy là đã ổn đúng không? Đấy. Chúng ta thấy là lúc này ở trên màn hình của các bạn là đánh số từ 1 đến 10 và chúng ta không phải gõ bằng tay. Cho lâu. Cả lớp nhớ chưa? Rồi nhá. Alo các em. Vâng. Rồi chúng ta bôi đen cái bảng này cho thầy. Sau đó thì các em chọn cho thầy vào nút giữa này. Để cho dữ liệu nó vào giữa. Còn cái họ tên này thì chúng ta để bên trái cũng được. Các bạn kéo dịch cái họ tên dịch ra để chúng ta ghi họ tên. Đó. Ví dụ thầy ghi là Nguyễn Thị An chẳng hạn. Đó. Đỗ Thị Anh chẳng hạn. Hoàng Văn Bình nhá. Đó. Đỗ Văn Đức. Lê Mạnh Cường. Đào Thị Hoa. Thầy nhập tên giả vờ như thế nhá. Chỗ này chúng ta cho đậm lên một chút này. Đó. Đó. Để cho nó nhìn cho nó dễ. Đây. Rồi Trần Văn Hùng. Nguyễn Quang. Ôi, nắm tên lắm. Hòa chẳng hạn. Trần Thị Hồng. Lưu Thị Hạnh chẳng hạn. Rồi, bây giờ giả sử còn nhập nữa, tùy theo từng lớp. Nhưng bây giờ thầy dạy thì chúng ta chỉ lấy ví dụ được khoảng 10 bạn nhé. Alo. Vâng ạ. Khoảng 10 bạn thôi. Các em nhìn thấy trên màn hình của thầy là có 10 bạn. Ơi, thầy có gì có thể gì có lại bài không ạ? Copy cái bài này á. Vâng ạ, thầy ghi lại ạ. Thầy có ghi lại nhưng mà các em phải vào kênh thầy, các em đăng ký cơ. Không có, các em không vào là các em không nhớ được. Mà sau đấy thì các em không không xem thì nó cũng là không ổn. Các em phải xem thì thầy ghi lại. Ok chưa? Vâng ạ. Nha, Vâng ạ, thầy cứ ghi lại đi ạ. Em vào kênh xem. rồi đây là điểm để thầy nhập này. Đấy, sau đó các em nhập điểm thực tế, các bạn ấy thi điểm kiểm tra miệng chẳng hạn. Đúng không?
rồi là thầy nhập thử nhá. Thầy nhập thử đây là gọi là giả vờ thôi, không phải là đấy. Khi mà chúng ta giả sử chúng ta làm giáo vụ, chúng ta nhập điểm các bạn vào một bài toán như vậy. Đề số 2 này. Mệt quá, đang dạy bên kia ngon ngon này, sang bên đây thì ngon hơn, nhưng mà cái hệ thống này nó lại không ghi vào cho thầy. Nó mà ghi được lại, nó lưu trên UPM thì tốt. Đây là thôi giải pháp tạm thời thôi. Nhưng mà bên này thì truyền nhanh lắm. Bên này thì lớp có thể lên vài trăm người, nó cũng đến tức thì luôn. Rồi bây giờ chúng ta đã xong nhập điểm cho các bạn, đã hoàn thành. Bây giờ việc của chúng ta là đi tính điểm trung bình và tính điểm tổng kết. Cả lớp nhớ chưa? Rồi bây giờ yêu cầu này, bây giờ thầy viết yêu cầu này nhá. Yêu cầu điểm trung bình thì sẽ bằng gì? Bằng điểm hệ số 1 thì các em nhân với 1, rồi các em cộng điểm hệ số 2, các em nhân với 2. Đấy. Sau đó thì đây là thầy đang nói như này. Sau đó thì các em chia cho tổng các hệ số nhá. Chia cho tổng. Tổng các hệ số có mặt ở trong đây. Đấy, sau đó các em cộng với được cái điểm trung bình của các điểm thành phần rồi, thì chúng ta sẽ cộng với điểm thi. Rồi tất cả chia cho đôi, tức là điểm trung bình nó ra rồi. Xong rồi cộng với điểm thi, tất cả chúng ta trên trên 2. Đấy là cái cách tính điểm của các bạn đó. Tùy theo quy định của nhà trường, nhưng mà thầy quy định như này. Thế thì để làm được như thế thì chúng ta sẽ làm như nào? Chúng ta sẽ làm như nào để cho tính được cái điểm trung bình chung của các bạn ở đây? Cả lớp hiểu chưa? Hiểu ý của thầy chưa? Alo. Vâng ạ. Có một bạn vâng kìa. Các bạn khác thế nào? Đã hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Đã hiểu rồi ạ. Hiểu rồi ạ. Chả hiểu à? Đã hiểu rồi ạ. Không, cái bạn bạn trai vừa phát biểu, bạn có hiểu không? Đã hiểu rồi ạ. Hiểu rồi nhá. Rồi bây giờ bắt đầu vào đây này. Thì chúng ta bao giờ cũng chỉ tính cho cái hàng đầu tiên thôi. Còn các hàng khác các em không quan tâm đến. Đấy. Tính cho nhá. Đầu tiên các em phải có dấu bằng đầu tiên. Dấu bằng là để cho nó đưa ra kết quả. Thì chúng ta thấy này, hệ số 1 ở trên bảng thực tế của thầy là D mấy à? D4 đúng chưa nhỉ? Rồi thầy bằng D4 nhá. D4 ở đây là nó chỉ đứng một mình thôi. Các em nhân với 1 thì cũng thế. Tùy cộng với D2. À, cộng với, xin lỗi, A cộng với là E4. E4 tức là cái hệ số 1 tiếp. Đấy, sau đó các em cộng với, đây là thầy ví dụ nhá. Nhân với 1 thì bằng chính nó, thì thầy viết vào để các em hiểu thôi. Còn các em không viết cũng được. Trừ hệ số 2 là F2, F4.
đấy thầy cộng đến đâu thì nó bôi màu mực để cho chúng ta nhìn thấy. Chúng ta nhân với 2 nhá, điểm hệ số 2 phải nhân 2 cộng với g 4. Chúng ta đánh chữ hoa được, chữ thường được nhá, đối với địa chỉ. Đấy, có ô thầy định, thầy viết chữ thường, có ô thầy viết chữ hoa. Nhân với 2. Ok chưa các em? Đấy, đóng ngoặc lại này. Ta phải đóng ngoặc lại để chia hết cho mấy? Một hệ số 1 là một hệ số, hệ số 1 có hai hệ số 1. Vậy thì sẽ có hai hệ số. Còn hai cái này nhân đôi là 4 hệ số. Vậy tổng là chia cho 6 nhá. Cả lớp hiểu ý thầy chưa? Alo. Tổng chia 6 nha. Rồi, cộng này. Thầy lại cộng đóng bằng ngoặc đúng như toán học nha. Nó sẽ tính toán từ trong ra ngoài cộng với điểm thi. Thi là H4. Đấy, đóng ngoặc lại. Tất cả trên 2. Đúng chưa? Đấy, các em ghi vào. Chia cho 6 hệ số là để tính cái điểm thi ở trong trong quá trình học. Còn chúng ta một bạn chưa vào được, mới có 33 bạn. Hai bạn chưa vào được. Rồi bây giờ cả lớp enter cho thầy nhá. Enter nhá. H4 có nghĩa là điểm thi nhá các em nhá. Điểm thi cộng điểm trung bình. Đấy, được 8,33. Rồi bây giờ các em mới thực hiện tính cho các bạn dưới đây bằng cách ta đưa chuột vào đây, chuột biến hình hình màu đen, ta kéo xuống. Đấy, thì nó tính cho tất cả các bạn ở đây. Cả lớp hiểu chưa? Alo. Rồi ạ. Chỉ tính cho người đầu tiên thôi. Thế thì các em thấy là ở đây là toàn địa chỉ tương đối hết, nó tự động thay đổi khi thầy nhấp vào từng dòng. Đó. Rồi ở đây chúng ta nhìn ở đây này, cú pháp của nó bao giờ cũng phải có dấu bằng lần trước, sau đó đến công thức toán ở bên trong. Tùy theo cái kiểu dữ liệu mình sẽ cho nó như nào thì cho. Bây giờ nó hiện ra số thập phân rất là dài. Được chưa các em? Các em có thể bôi đen. Các em vào format. Đấy. Chúng ta thấy là nó trở về hai số 0. Hoặc chúng ta học luôn cho thầy một cái nữa nhá. Hoặc chúng ta để dữ liệu như này, chúng ta cho thầy một cái hàm làm tròn có tên là round, mở ngoặc ra của cả cái này. Bây giờ chúng ta sẽ phẩy mấy số không, mấy dấu phẩy đằng sau, một cái đằng sau, tức là số thập phân là một, hàm làm tròn. Đấy. Nhìn vào hàm làm tròn này thì nó tính cho thầy là được 8,3. Thầy lại copy công thức xuống một lần nữa. Đấy, thì nó đưa về cho chúng ta là nó sẽ làm tròn chúng ta. Quá 5 thì nó đẩy lên, mà dưới 0,5, tức là cái số 5 là cái số cuối cùng của số thập phân, mà dưới 5 thì nó sẽ làm tròn xuống. Vậy theo công thức thì chúng ta sẽ được từng này. Đấy, các em chụp ảnh vào cho thầy nhá. Và chú ý cho thầy, hàm round có nghĩa là làm tròn, tiếng Anh có nghĩa là làm tròn. Và tham số phẩy 1 ở đây, nếu chúng ta 2 thì nó sẽ là hai số thập phân sau dấu phẩy. Còn nếu thầy viết là 1 thì nó sẽ là một số thập phân sau dấu phẩy. Cả lớp hiểu chưa? Alo. Vâng ạ. Sao vâng nhỏ thế? Cả lớp có hiểu ý thầy không?
Có hiểu ạ. Có hiểu thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng nhá. Rồi đấy là điểm trung bình. Điểm trung bình. Đấy. Điểm trung bình. Bây giờ thầy dạy cách tính điểm tổng này. Đấy, khi mà thầy nhấp vào đâu đấy thì lập tức là chúng ta nhìn thấy là địa chỉ nó thay đổi, đúng không? Đây, em nhìn thấy các ô nó tự động thay đổi chưa? Trên công thức. Đấy. Rồi, bây giờ tổng chúng ta nhấp vào ô tổng chúng ta bằng cho thầy. Bằng nhá. Bằng chúng ta tính hàm tổng là sum, viết tắt của chữ là summarize, là tính đi tính tổng, tiếng Anh của nó là summary là tổng kết, đúng không? Chúng ta đọc là summary thì nó viết tắt vào đấy. Chúng ta mở ngoặc ra, thế thì cái hàm trong tin học nó cũng giống như hàm trong toán học, sum thì như là fx. Còn ở bên trong ngoặc thì chúng ta sẽ chứa tham số. Đấy. Thế thì thầy đánh hàm sum mở ngoặc và thầy đưa con chuột, nếu các bạn viết thì nó là d d4 2 chấm d4 nha, 2 chấm đến điểm thi là chúng ta xem tổng được ba tổng các đầu điểm đến h4. Đấy, đóng ngoặc lại. Enter 40 điểm. Đó. Một cách nữa là các em làm như này. Đấy là cách mà chúng ta gõ trực tiếp, chúng ta nhìn trên ô nhá, từ D4 cho đến H4. Còn nếu không thì chúng ta làm như này cho thầy. Để ngoặc ở đây và chúng ta bôi đen nó vào đây. Đó. Thì nó cũng đưa cho chúng ta như vậy. Đóng ngoặc lại cũng bằng 40. Sau đó thì các em kéo từ đây kéo ra. Đúng chưa cả lớp? Đấy. Rồi. Các bạn có thể tính ở cuối cùng, các em kéo ngược lên cũng được, chỉ cần như thế cũng được, mà từ trên kéo xuống. Đây. Đấy. Thế bây giờ thầy để dành mấy phút để các em tập làm cái phần dễ này cho nó chuẩn nhá. Alo. Vâng ạ. Nhá, các em làm y xì cho thầy và gửi chụp ảnh qua Zalo cho thầy xem luôn. Được không cả lớp? Được ạ. Nhá. Được ạ. Làm xem kết quả có ra giống thầy không? Thế là hôm nay là chúng ta đã biết về cách điền công thức theo ý của chúng ta, nó sẽ tính từ bên trong ra bên ngoài. Đấy, đây là thầy tính hệ số này, xong cộng với điểm thi trên đôi này, có nghĩa là điểm thi này là bằng ngang hàng với tổng điểm ở trong này, tổng trung bình trong này. Đấy. Thì điểm thi là tính riêng, sau đó thì là được tổng giữa điểm trung bình và điểm thi chia cho hai, chia cho hai. Còn điểm tổng thì là tính tất cả các đầu điểm cộng lại là được 40 điểm, 39 điểm. À, vân vân, để cho các bạn học sinh có thể dễ dàng so sánh điểm trung bình và điểm tổng.
Đấy, cả lớp chú ý nhá. Cả lớp chú ý cho thầy. Để thầy copy cái Zalo sang sang để cho các thầy cô. Đấy, chúng ta tính được tổng và cột cuối cùng là xếp loại. Cột cuối cùng là xếp loại. Đấy. Thì đây là cái phần này là nó hiện lên cái dấu thăng và chữ nêm này. Có nghĩa là ô này chật không đủ trình bày của cả dòng. Thì khi mà các em gặp cái này thì các em nghĩ là các em sẽ nghĩ đấy là nó không đủ cái không gian hay cái khoảng cách nhá các bạn nhá, để trình bày vào đây. Cả lớp nhớ chưa? Đấy. Thì các bạn tính hết đi cho thầy. Alo cả lớp, nghe rõ thầy nói không? Alo các em. Có. Ồ, bên này các thầy em, thầy nó chuyển động rất là mượt đúng không? Các em làm cho thầy xong cái này rồi thầy sẽ dạy các em cách xếp loại nhá. Thế thì cách dạy của thầy là tất tần tật những cái kỹ năng thông qua bài giảng, thông qua bài học hay là thông qua một cái bài ví dụ. Cả lớp hiểu chưa?
alo. Cả lớp làm xong chưa? Alo các em. Chưa.
Xong chưa cả lớp? Alo các em. Cả lớp đã tính được điểm trung bình chưa? Còn chưa xong. Đây, điểm trung bình có công thức ở trên đây, các em tự suy ra của cái bảng của mình nhé. Bảng của mình các em có thể đặt ở các ô khác nhau. Nó không giống của thầy thì chúng ta dựa vào công thức của thầy để chúng ta tính ra. Nhiều bạn gửi ảnh cho thầy rồi đấy. Làm tốt lắm.
Rồi bây giờ sang xếp loại nhé cả lớp ơi. Alo các em. Vâng ạ. Bây giờ thầy xếp loại nhé, thầy đưa ra yêu cầu rồi. Nếu điểm trung bình mà lớn hơn bằng 8 và bằng 9 đi thì xếp loại giỏi. Lớn hơn bằng 8 xếp loại khá. Từ 5 đến 7 xếp loại từ 6 đến 7 xếp loại trung bình khá. Từ 5 đến 6 xếp loại trung bình. Dưới 5 thì xếp loại kém. Được chưa? Thầy đưa ra mấy cái tiêu chí đấy nhá. Cả lớp có hiểu ý thầy không? Alo. Rồi thế để thầy nói lại nhé. Từ 9 đến 10 xếp loại giỏi. Từ 8 đến 9 thì xếp loại khá. Từ 7 đến 8 xếp loại trung bình khá. Từ 5 đến 6 xếp loại trung bình. Và dưới 5 xếp loại kém. Thế thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn bằng vào đây cho thầy nhá. Ta căn cứ vào điểm của người đầu tiên. Người đầu tiên là ai cũng được, như cụ thể đây là bạn Nguyễn Thị An. Điểm trung bình của chúng ta là được chứa trong ô y mấy nhỉ các em nhỉ? Nhìn trên màn hình thầy. Điểm trung bình là y mấy các em? Y4. Y4 đúng rồi. Thế thì chúng ta sẽ sử dụng hàm if điều kiện. If ở đây giống như trong tiếng Anh của chúng ta là hay sử dụng if đúng không? Rồi. If nhá. Y4 à, mà chúng ta sẽ chỉ cần làm như này thôi. Lớn hơn hoặc bằng 9. Nó là con số thì chúng ta có thể viết vào đây hoặc là viết vào đây là sửa. Còn viết tiếp vào đây cũng được. Phẩy thì sẽ nhận câu khen, câu xếp loại của chúng ta là giỏi. Đấy. Bởi vì nó là chuỗi ký tự. Chúng ta phân biệt nha. Số thì không có nháy, không có hai nháy trên đâu. Nhưng mà ở đây thầy viết chữ thì thầy phải có hai cái nháy trên để nó nhận, nó hiện vào đây. Đấy. Nếu không thì lại một ít nữa. Tức là điều kiện lồng điều kiện. Nếu không phải thì phải cách nhau dấu phẩy. Tức là nếu lớn hơn 9 thì nó sẽ điền giỏi. Còn nếu không phải thì chúng ta lại phải xét tiếp. Y4 lớn hơn hoặc bằng 8 thì chúng ta cho loại khá. Phẩy tiếp nha, cả lớp chú ý này. Phẩy tiếp này. Nếu đấy, được loại khá rồi, lại mở ngoặc ra. Y4 lớn hơn bằng 7, phẩy nhận giá trị là trung bình khá. Được chưa? Rồi lại ít tiếp. Nếu Y4 lớn hơn bằng 5 thì chúng ta ghi chữ trung bình. Các em ghi chữ gì cũng được, miễn là chúng ta hiểu. Hoặc là chúng ta có thể ghi là trung bình vào đây. Đấy. Được chưa? Còn lại là yếu thì chúng ta không cần ít nữa nhá. Chúng ta chỉ cần cái kết cuối cùng là như này. Tức là ở đây chúng ta đếm có mấy cái giá trị cần nhận. 1 giỏi, 2 khá, 3 trung bình khá, 4 trung bình và 5 là yếu. Vậy thì có 5 cái điều kiện đó tương ứng với 4 cái ít. Thì bây giờ các em sẽ nghĩ ra một cái quy luật như này. 2 điều kiện thì 1 ít, 3 điều kiện thì 2 ít,
4 điều kiện thì 3x, 5 điều kiện thì 4x. Tức là số điều kiện sẽ bằng n cộng 1, còn số x thì bằng n. Cả lớp hiểu ý thầy chưa? Alo. Tức là cái trường hợp xảy ra bằng n thì cái x nó sẽ là n trừ 1. Cả lớp hiểu ý thầy không? Alo. Ô, cả lớp không nghe thầy nói gì à? Thầy nói lại thầy. Có nghĩa là ở đây chúng ta có mấy trường hợp tất cả? 1, 2, 3, 4, 5. Thì chúng ta chỉ cần viết mấy cái x, 4 cái x nhá. Rồi bây giờ chúng ta đóng ngoặc lại. 1, 2, 3, 4. Khóa đầu tiên à? Có cần lấy điện thoại không con? Bây giờ cả lớp hiểu chưa các em ơi? Hiểu rồi ạ. Các em chú ý nha, tức là cái kết quả là có năm cái cụ thể trên màn hình của thầy, thì thầy sẽ sử dụng 4 cái x, có 3 cái thì thầy sử dụng 2x, có 4 thì thầy thụt đi một cái, 4 thì 3, 2 thì 1. Đấy. Thế thì ở đây các em nhìn thấy là thầy đã làm tính điểm, thầy so sánh của bạn Nguyễn Thị An. Thì đây là chúng ta hiểu là nó sẽ tự động nó nhìn vào cái số này. Số này cho bao nhiêu thì nó tự động tính ra. Chúng ta nhấp OK. Đấy, bạn A này xếp loại khá và thầy kéo xuống. Đấy. Không có bạn nào là giỏi cả. Bây giờ thầy thử cho một bạn giỏi nhá. Bây giờ thầy thử nhá, cả lớp chú ý nhá. Thầy thay điểm vào đây, 9 vào đây. Được chưa? Thầy thay 9 vào đây. Đó. Đây, bây giờ thầy thay con 10 vào đây. Các em nhìn thấy nó đã tính ra giỏi chưa các em? Bạn Trần Thị Hồng này giỏi chưa? Alo cả lớp. Dạ giỏi rồi ạ. Rồi. Ờ đấy. Thế các em thấy hay không? Excel nó tùy thế mà nó hay cực kỳ luôn nhá. Đấy. Đây. Các em nhìn thấy thầy làm xong ngon chưa? Thế vậy thì bây giờ các em thầy để vào đây để các em học công thức này. Còn cái chữ này các em viết là gì cũng được, các em cho vào đây là K in hoa thì nó sẽ thay đổi từ K thành từ K in hoa. Đấy. Thầy đưa ra rất nhiều tình huống để cho các em sửa, đúng không? Trung bình khá chẳng hạn. Đấy, thì các em thấy là nó sẽ tính cho chúng ta, ta lại kéo lại lần nữa để cho nó làm lại. Đấy, xong rồi. Rồi bây giờ các em làm cho thầy đi.
Thank you.
Rồi cả lớp xong chưa các em ơi? Alo. Xong rồi ạ. Xong rồi ạ. Rồi bây giờ thầy chuyển các em học thầy có dễ hiểu không? Ừ, dễ hiểu ạ. Ờ thế bây giờ thầy sẽ làm một bài khác nữa nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một bài như sau. Thầy để nguyên cái này, chúng ta chuyển cho thầy là bảng lương công nhân trong một cơ quan. Đó. Rồi bây giờ thầy xóa này đi nhá. Bảng bảng lương trong cơ quan. Đấy, bây giờ ta xóa hết cái này đi. Xóa đi, thầy xóa đi nhá, để thầy giữ lại họ tên được không nghe. Rồi, thầy ghi đây là giới tính này. À, đây là chức vụ này, đây là ngày công này, đây là ngày công này, đây là số ngày này, số ngày làm việc này. Đó, số ngày làm việc nhé. Mình ghi là số ngày thôi. Cả lớp hiểu cho thầy như thế là được. Đây là phụ cấp này. À. Đây là phụ cấp chức vụ này. Đây là thưởng này. Đây là thực lĩnh này. Được chưa? Cả lớp nhìn thấy trên bảng thầy đã thay chưa? Rồi ạ. Rồi, giới tính này nhá, chúng ta ghi là nữ này. Rồi, nữ này. Khi mà nhập đầu vào thì đa số chúng ta phải nhập từ từ, bởi vì là người ta sẽ, mình phải cập nhật hồ sơ rồi giới tính của người ta. Ở đây mình gọi là nam, đúng chưa? Nam. Rồi đây là nam, đây là nữ, đây là nam, đây là nam, đây là nữ, đây là nữ. Thế bây giờ chẳng hạn nha, các em ra quản lý khoảng 1.000 công nhân, cả cán bộ công nhân viên, hoặc vài ngàn cho một cái tổng công ty chẳng hạn, thì chúng ta sẽ cập nhật cái hồ sơ của họ, đúng không? À, theo đúng, tức là nếu các em viết chữ nữ là phải thống nhất một loạt, nam phải thống nhất một loạt, chứ không là chữ thì hoa, chữ thì lại không, là nó không đúng đâu nhá. Mà chúng ta phải là ai cũng như ai. Đấy, thầy dạy các em là ai cũng phải như ai hết. Không có người thì N không, người thì lại có chữ, có dấu ngã, người thì lại không có. Chức vụ này, thầy để bạn này là công nhân. Bạn này là công nhân. Bạn này là trưởng phòng. Bạn này là công nhân. Bạn này là giám đốc. Đó. Bạn này là công nhân. Bạn này là công nhân. Bạn này là công nhân.
bạn này là công nhân, bạn này là thư ký. Thế thì chúng ta thấy là tất cả tổng chức vụ là có công nhân, trưởng phòng, giám đốc và thư ký. Đấy, thầy giả sử như vậy. Ngày công thì trong một tháng, ví dụ bạn này làm 23 ngày kể tính cho cả người đang nghỉ thứ bảy chủ nhật, rồi đám cưới đám xin chẳng hạn, thì ước chừng là 23, 23, 24, 23, 24, 21, 22, 20, 19 chẳng hạn. Và người này là 23. Thì cái ngày công ấy là để chấm công vân tay. Thì chúng ta tổng kết trong một tháng là người ta làm bao nhiêu ngày. À, thì bây giờ thầy đổi cái này là số ngày nhé. Số ngày, ngày làm việc nhé. Đó. Trong đây là bảng lương. Đây là lương lương cơ bản. Nó có rất nhiều tình huống, thì bây giờ thầy sẽ đưa ra cái tình huống vào đây. Đó. Câu 1. Bây giờ thầy mở cái chương trình Word lên để thầy nhập cho các em nhá. Thầy mở chương trình Word lên để cho các em nhìn. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra các câu hỏi tình huống khác nhau để cho chúng ta có thể tính được thực lĩnh của người ta. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Thầy nhập vào đây nhá, cả lớp nhìn nhá. Rồi. Nếu là công nhân, lương là 400.000, 400k trên một ngày nhá. Đó. Nếu là giám đốc thì lương là 800k trên một ngày, được chưa? Nếu là trưởng phòng, lương 600k trên một ngày. Thư ký, lương 500k trên một ngày. Thế thì câu hỏi đấy là câu hỏi 1. Câu hỏi 2 này. Câu hỏi 2. Phụ cấp. Phụ cấp theo tháng nha. Phụ cấp này nữ. Phụ cấp 500k cho các kiểu luôn, tức là phụ nữ thì có thể là mua phấn son hay là mua những cái phụ tùng gì đấy, còn nam thì phụ cấp là 300k cho nước chè vân vân trên một tháng, có thể để đi uống nước. Còn người này là các kiểu của chị em. Bởi vì khi chúng ta đi làm ấy, thì phụ cấp của nữ là người ta ưu tiên hơn, để cho người phụ nữ khỏi thiệt thòi. Cả lớp hiểu ý thầy chưa? Alo. Đây là câu 1 nhá. Cả lớp nhớ chưa? Đấy. Thế còn ở đây là phụ cấp mà đây là câu 2. Câu 2 là chúng ta phải điền vào. Câu 2 nhá.
Rồi, bây giờ này, đấy là phụ cấp mà về chức vụ. À đây, đây là phụ cấp mà về chức vụ, đúng rồi. Câu 1 phụ cấp chức vụ này. Câu 2 là phụ cấp mà bình thường. Câu 3 là thường nhá. Câu tiếp theo là câu tính thường. Câu tính thưởng thì các em làm cho thầy như sau. Yêu cầu của thầy là nếu ai đó hay là nếu ai có ngày công, có ngày công nhá, lớn hơn hoặc bằng 24 thì thưởng. Các em ghi vào trong một cái quyển vở của mình thì thưởng 1 triệu, tức là 1.000k trên một tháng. Ngoài cái tiền lương phụ cấp ra thì còn được thưởng nếu ngày công mà lớn hơn hoặc bằng 22 nhá, thì thưởng 500k trên một tháng. Cả lớp nhớ chưa? Đấy, đấy là tiền thưởng. Còn nếu mà trên 20 ngày, nếu mà ngày công nhỏ hơn 20 hoặc bằng 21 thì không có thưởng. Đấy, đơn giản như thế thôi. Thế chúng ta học công thức thông qua bài ví dụ. Mỗi một ví dụ thì thầy sẽ cho ứng dụng công thức vào, nó sẽ khác nhau. Đây, bây giờ các em sẽ chụp cho thầy cái điều kiện câu 1, câu 2, câu 3. Nhá, cả lớp chú ý cho thầy. Câu 1, câu 2, câu 3. Được chưa các em? Alo, cả lớp ghi vào chưa? Rồi ạ. Rồi nhá, cả lớp phải cùng làm ví dụ với thầy thì chúng ta mới thuộc được. Rồi bây giờ thầy căn cứ vào bảng đương nhắc, các em chụp vào đi, để thầy đưa ra sang bên cạnh để thầy dễ tính, để thầy tính. Nhá, sau này chúng ta còn làm các bài nâng cao lên thì nó còn có bảng tham chiếu nữa. Nhưng mà đây là cái bảng thầy cho đơn giản nâng cấp từ cái bài bảng điểm lên. Rồi bây giờ chúng ta nhá. Rồi bây giờ các bạn nhập vào cái người đầu tiên và chúng ta không quan tâm gì đến người ta nữa là ai, mà người ta chỉ quan tâm đến chức vụ. Đấy, chức vụ. Để chức vụ là công nhân, là trưởng phòng, là giám đốc, là thư ký. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ bằng vào đây cho thầy nhá. Bằng này, cả lớp ghi cho thầy ít. Ít chức vụ của chúng ta là em ấy nhỉ các em nhỉ? Nhìn trên bảng là em ấy cả lớp. Em muốn ạ. Đồng thanh trả lời nào, có bạn còn không biết là em ấy. E4 nhá. E4 ạ. Các em phải tương tác với thầy thì nó mới sôi nổi trong lớp chứ. Không có thầy cứ nói một mình với một hai bạn thì nó rất là tẻ nhạt. Giống như chúng ta học trên giảng đường thì phải khi thầy nói là ở dưới lớp cùng đồng thanh. Nhớ chưa? If E4 mà bằng công nhân. Đó. Thế thì chúng ta chỉ có mấy chức vụ này là cố định thôi. Được chưa? Rồi bằng chúng ta ghi cho thầy nhé. Lúc này nó là ký tự cho nên chúng ta không áp dụng cái so sánh số, mà chúng ta phải có hai cái phẩy trên để nó hiểu. Đấy là chức vụ, đấy là ký tự. Được chưa? Công nhân. Được chưa? Phẩy thì sẽ được 400k
400k, chúng ta ghi 400 và quy ước đấy là 400 ngàn nhá. Nếu chúng ta thêm ba con số không nữa cũng là ngàn, nhưng mà nó làm cho cái bảng của chúng ta chứa dữ liệu nó hơi bị rối mắt, và chúng ta chỉ quan tâm là đơn vị nhỏ nhất là 1 ngàn. Đấy. Rồi phải ít tiếp E4 nha, mở ngoặc ra tiếp cho thầy là E4 mà bằng giám đốc. Đấy, phẩy trên nhé, để giám đốc, được chưa? Thì chúng ta sẽ cho anh ta là 800k, đúng như cái điều kiện thầy vừa cho. Đấy, nếu ít tiếp. Đấy, cái bài đầu tiên thì chúng ta tính theo công thức toán học và sử dụng hàm ít thôi để các em thạo. Còn bài ngày hôm sau thì chúng ta sẽ học rất là nhiều thứ như là các hàm về thời gian, hàm về cắt sâu vân vân, tức là cắt các ký tự. Còn nếu là trưởng phòng, chúng ta viết tiếp nhé, E4 mà bằng trưởng phòng. Đấy, thì anh ta sẽ được 600k. Rồi còn lại là thư ký thì chúng ta điền 500 vì có từng này chức vụ thôi. Các bạn thấy là ở đây có tất cả mấy điều kiện nhỉ? 1 này giám đốc, 1 công nhân này, 2 giám đốc, 3 trưởng phòng, 4 thư ký, thì chúng ta sẽ thụt đi chỉ còn lại là 4, thì còn 3 ít. Vậy chúng ta đóng ngoặc lại cho thầy 1, 2, 3, được chưa? Đấy, chúng ta gõ enter nhé. Đúng công nhân được 4 chưa? Vậy chúng ta kéo xuống cho thầy. Tất cả đều có lương cơ bản tương ứng với chức vụ, đúng không các em? Alo cả lớp. Vâng ạ. Ngon rồi nhá. Đấy là phần lương cơ bản. Bây giờ thầy sẽ sang câu tính phụ cấp. Rồi phụ cấp. Phụ cấp thì chúng ta lại căn cứ vào giới tính chứ không căn cứ vào chức vụ nữa. Thì chúng ta bằng cho thầy ở đây có nam và nữ, tức là chỉ có 2 cái điều kiện thôi xảy ra, có thể là nữ có thể là nam, bằng ít và ngoặc ra. Ở đây của chúng ta là D mấy nhỉ? D4 đúng rồi. D4 mà bằng nữ. Đấy, các bạn phải làm cái ký tự nó phải thật giống ở bên kia nhá. Rồi thì sẽ được 500k. Còn nếu không là nam thì ngược lại thôi, chứ không có ai giới tính 3D ở trong đây cả, đúng không các em? Vâng ạ. Rồi chúng ta cho 300. Đấy, đúng một điều kiện đúng không? À đúng một ít. Chúng ta đã được phụ cấp như này. Ok chưa cả lớp? Xong chưa các em? Nhìn thấy chuẩn chưa? Vâng ạ. Chuẩn rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tính phụ cấp chức vụ. Phụ cấp chức vụ ở đây chúng ta sẽ tính theo phụ cấp chức vụ. Phụ cấp chức vụ thầy chưa tính đúng không? Thầy chưa đưa câu hỏi. Đấy. Nếu là trưởng phòng thì nếu trưởng phòng, bây giờ về chức vụ nhá, thầy đưa ra luôn này. Công nhân nhá thì mỗi tháng được thêm 200.000 đồng
Các em ghi vào trưởng phòng mỗi tháng được thêm 500.000 đồng, giám đốc mỗi tháng được thêm 800.000 đồng, thư ký được 300.000 đồng. Vậy chúng ta sẽ bằng lại dựa vào câu chức vụ để phụ cấp chức vụ. Chúng ta sẽ if mở ngoặc ra cho thầy E4 bằng công nhân thì sẽ được 200.000 đồng. Nếu không, if tiếp mở ngoặc ra E4 bằng trưởng phòng thì chúng ta được thêm 400.000 đồng. Rồi if tiếp nếu E4 nha mà bằng giám đốc phẩy hai nháy trên nhá, giám đốc thì chúng ta sẽ được thưởng là 500. Ông này sẽ được 500 đồng một tháng ông quản lý. Còn nếu là còn lại là thư ký thì 300. Chúng ta đóng ngoặc lại cho thầy. 1, 2, 3. Chúng ta xem lại xem có phần nào bị thiếu không. 200 này nếu E4 giám đốc trưởng phòng. Cái này có nháy trên. Đấy, bỏ nó đi. Chúng ta enter lập tức là công nhân 200. Đấy, đúng trưởng phòng 400 không, giám đốc 500 không. Bây giờ thưởng. Thưởng thì chúng ta căn cứ vào ngày công. Nếu ngày công lớn hơn hoặc bằng 24 ngày thì được 1.000, tức là 1 triệu đấy. Tức là ai làm ở cái nhà máy này thì được thưởng, được thêm rất nhiều thứ đúng không? Rồi chúng ta bằng nhá. Bằng thì ngày chúng ta phải căn cứ ngày làm việc là F mấy? F4. If F4 nhớ chưa? Lớn hơn bằng 24 thì chúng ta sẽ cho anh ta là 1 triệu. If F4, đây không biệt phân biệt nam nữ nhá, mà chỉ phân biệt ngày công, lớn hơn hoặc bằng 22 thì anh ta sẽ được thưởng là 500. Anh ấy hoặc cô ấy đúng không? Đấy, được chưa? Phần còn lại thì chúng ta được không thưởng, đánh số 0 vào. Đấy. Và bây giờ thầy gõ enter thì chúng ta thấy là bạn này 23 là được thưởng 500 rồi. Đấy. Còn ai 24 thì ai không nhỏ hơn thì được không thưởng. Còn người này 24 thì được 1 triệu. Bây giờ thì cho một công nhân này 25 đi. Anh này chăm chỉ. Thì các em nhìn thấy cũng được thưởng 1.000. Đúng không? Bây giờ thực lĩnh nhá. Em ghi vào cho thầy bằng. Thực lĩnh thì bằng ngày làm việc, số ngày làm việc nhân với lương cơ bản. Ở đây tức là bằng F4 nhân với G mấy nhỉ? G4. Chúng ta ghi cho thầy F4 nhân G4. Được chưa cả lớp? Cộng với H4 là phụ cấp, cộng với phụ cấp chức vụ là Y4. Được chưa? Cộng với thưởng là G4. Đấy, đấy là công thức lĩnh, tổng lĩnh của chúng ta là bằng này. Chúng ta gõ enter.
Đấy, anh này được 10.400.000. 10.400.000 này, 16.100.000 này. Lương khá cao đúng không các em? Alo. Vâng ạ. Vâng ạ. Được chưa? Đấy, còn chúng ta có thể đặt ra các bài toán là trừ tiền công đoàn phí này, trừ tiền bảo hiểm này, vân vân, thì bài đấy ở các bài sau thầy sẽ cho. Thì chúng ta chỉ cần bằng cái tổng này ta trừ đi thôi, trừ đi phần trăm đóng bảo hiểm này, trừ đi phần trăm đóng công đoàn phí này, thì chúng ta ra còn lĩnh được bao nhiêu. Đấy, thì đây là chưa trừ cái gì cả, thì chúng ta được từng này. Alo, cả lớp hiểu chưa? Vâng ạ. Rồi, vâng. Nha. Đấy, chúng ta đã hiểu ra qua cái hai bài tập. Và bây giờ thầy cho thêm một câu hỏi nữa là tổng số tiền mà kế toán phải chi trả cho công nhân. Đấy, thầy ghi là tổng tiền. Tổng tiền chi trả. Thì các em cho vào đây cho thầy bằng ở đây luôn nhá. Thì thầy đã dạy lúc nãy rồi, chúng ta bằng hàm tổng xăng đúng không? Ta kéo từ trên xuống. Đấy. Sau đó các em đóng lại hoặc là enter. Ôi, chi trả nhiều thế nhờ. Chi trả cho người ta là 119.600.000 đồng. Cả lớp hiểu chưa? Đây mới có 10 người đúng không? Tổng tiền chi trả. Đó. Bây giờ các em thực hành cho thầy bài này. Alo. Vâng ạ. Cả lớp thực hành cho thầy nhá. Thực hành xong thì nghỉ ạ? Chưa, còn có còn nữa chứ. Thầy vẫn đang dạy mà, nghỉ sao được. Các em làm bài thực hành cho thầy thật kỹ nhá, làm đúng như thầy làm.
Hãy
Này sản bố này kia. Bố chưa. Con sản đi. Thi công nghệ có cần phải ấy không, đề cương không? À, con làm xong hết đề cương rồi đấy. Chuẩn không? Chuẩn. Nhưng mà bố bảo là chúng phải môn hóa. Ừ, chắc cô ấy cho thế để mình tham khảo thôi. Đấy, không ạ, cô bảo là cô ấy cho thế để học thêm con như là biết thêm kiến thức thôi. Nhưng mà tính hóa trị chuẩn chưa? Rồi. Con này cô chuẩn thế, đã biết không đúng rồi. Cô dạy hơi chặt đấy nhỉ. Cô cho để hơi bị nâng cao luôn. Ờ, đấy con vào đi, không sao con ạ. Nhưng mà con này từ con đã bảo rồi, hôm qua cô tắt hết 30 câu đấy, cô để xong đề thi rồi, bố không biết con. Thế mà hôm đầu chẳng tắt ra cho bố để cô làm. Dạ. Hôm đầu là không biết là cô tắt cái đấy thì copy hết nhỉ. Đúng không? Cô tắt thật ra rồi. Ừ. Cái phần tách ra có khó hơn cái phần... Phần tách ra khó hơn cái phần không tách ra nhiều. Ừ, thì con vào đi. Cả lớp chú ý cho thầy nhá, hàm xăm là tính dọc theo một hàng hoặc dọc theo một cột đều tính theo hàm tổng này, thay vì chúng ta phải cộng từng ô một. Cả lớp nhớ chưa? Đấy, thì nó sẽ nhá, cộng dọc từ cái số này cho đến cuối. Alo các em. Vâng ạ. Nhá, nó có thể tính theo, tính theo chiều ngang hoặc tính theo chiều dọc. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta làm tiếp cho thầy chỗ này. Tìm số lương của người cao nhất. Tìm lương cao nhất nhé. Thì chúng ta sẽ bằng ở đây là hàm maximum, viết tắt là max. Đấy, rồi các em cũng kéo từ trên xuống cho thầy. Đóng ngoặc lại. Đấy, là lương cao nhất là 21 triệu. Rồi lương thấp nhất. Lương thấp nhất thì chúng ta bằng vào đây cho thầy là min. Và hoặc ra chúng ta kéo từ trên xuống và đóng lại cho thầy. Đấy, ngon chưa? Nhá, yeah, alo cả lớp. Vâng ạ. Đây là min và max nhá. Rồi trung bình này. Đờ, lương trung bình. Đó, lương trung bình thì chúng ta nhớ cái hàm này cho thầy. Average là tính trung bình.
đây đến đây. Đó nào. Chúng ta phải bằng nha, có dấu bằng. Đấy, bằng. Rồi, chúng ta gõ một cái là trung bình là từng này. Cả lớp hiểu chưa? Rồi, các em ghi bài thực hành luôn cho thầy nhá. Thank you.
alo cả lớp. Các em có trong đấy không? Có ạ. Các em đã làm xong cái chỗ tổng tiền chi trả tiền lương cao nhất nhỏ nhất chưa? Rồi ạ. Rồi ạ. Rồi. Thế bây giờ thầy sẽ dạy chúng ta làm một cái là tìm ra người có lương cao nhất nhá, tìm ra người có lương nhỏ nhất nhá. Thì câu này hơi khó một chút, thì các em phải làm thao tác sau đây. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái ô, hai ô ở phía dưới. Cả lớp hiểu chưa? Hai ô phía dưới. Thế thì chúng ta sẽ cho đây, hai ô này nhá. Thầy ghi là thực lĩnh nhá. Đấy, và đây là mắc, chẳng qua nó là công thức sang bên này thôi. Đây, chúng ta bằng nhá. Bằng tức là thầy muốn chỉ copy dữ liệu ra đây thôi, nhưng mà thầy sẽ cho thực lĩnh nhất ở chỗ này. Cũng bằng chỗ kia 2001. Thế bây giờ thầy sẽ tìm ra cái họ tên cái người. Thầy ghi ra đây để các em nhìn nó thoáng hơn nhá. Câu này hơi khó một chút. Mình ghi là người được cao nhất là ai? Người được cao nhất, cao lương nhất nhá. Đấy. Thế thì ta sẽ bằng ở ô đây. Ta bằng đối chiếu vào đây nhá, bằng luôn vào đây. Hoặc các em bằng chỗ này cũng được, bằng đây được, bằng ô đâu cũng được. Cả lớp hiểu chưa? Đấy. Thế thì chúng ta sẽ bằng vào đây. Bằng chữ D. Mắc. Nó khác với hàm mắc ở đây, nó lại là D mắc. Cả lớp hiểu ý này chưa? Đây là mắc không nhá, thì nó bằng này. Còn đây là D mắc. Ok không các em? Rồi ạ. Rồi nhá. Rồi các em lúc này các em sẽ quét cho thầy cả một cái vùng này, bao gồm cả từ số thứ tự đến họ tên. Được chưa? Alo. Được. Vâng ạ. Nha, được chưa? Thế thì nó sẽ tiếp theo. Tiếp theo các em ghi cho thầy cột họ tên để tìm ra cái người đó. Riêng bài này các em phải chú ý cho thầy thật kỹ vào. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ, cái họ tên này nó sẽ được tìm ra. Họ tên này nó sẽ được tìm ra nhá. Sau đó thì chúng ta phải đến tiếp theo là đến cái người mà có điểm cao, có lương cao nhất, thì chúng ta quét tiếp cho thầy hai ô này. Đây. Vậy thì trong hàm DMAX của chúng ta gồm có 3 tham số truyền vào. Thứ nhất là vùng địa, vùng toàn bảng. Tức là nó sẽ tìm kiếm trong toàn bảng. Vùng thứ hai là nó sẽ tìm theo tiêu đề họ tên để nó lọc ra được cái người có cao nhất. Và người cao nhất đấy nó sẽ căn cứ vào điều kiện là thực lĩnh là bằng 21 triệu, đúng không? Bây giờ thầy thử enter nhá, cả lớp nhìn nhá. Alo các em. Vâng ạ. Ôi chết rồi, nó ra không. Đấy, ra không.
Thế thì chúng ta phải thay thế nào? Ra không nhá, cứ để im đấy thầy sửa. Thế thì thầy sẽ cho cái này là C3 đi, thay vì viết họ tên. Còn chỗ này, chỗ này các em để cho thầy dấu đô la vào đây nhé, dấu đô la vào cạnh cái địa chỉ của các con số hàng và cột đó. Chỗ này chúng ta thử nhé, lương cao nhất là 0, C3. Các em để thầy thử lại nhá, tìm lại. Chỗ này thực lĩnh có đúng không nhỉ? Có đúng chữ thực lĩnh không? Để thầy đưa nó ra cùng một cái này nhá. Chữ này. Copy. Copy cho nó được không? Đó, cái này nhá. Copy thực lĩnh. Tìm ra điều kiện cao nhất. F17 cho đến F18. Đây là C3. C3 là họ tên. Cho vào giữa. Đó. Đúng công thức rồi. Mà tại sao lại không gian? Để cho ký tự là văn bản nhé. Thầy quét lại hàng một lần nữa. Đi mắt. Họ tên thôi. Đó, quét đến đấy. Tiếp theo là C3. Phần tiếp theo là điều kiện. Chuẩn rồi mà lại không ra được nhỉ? Chuẩn rồi. Thầy kiểm tra lại một lần nữa cho nó sai lỗi ở đâu. Loại hàng. Lấy ra cái bài này là để đến hôm sau, nhưng mà thầy kiểm tra xem tại sao mà nó lại không hiện được ra nhỉ. Không thấy ai. 21 triệu, đúng rồi, 21 triệu. 21 triệu là cao nhất, người được lương cao nhất.
thầy cho cái này là vị trí 1 xem nào. 1 cũng vẫn là vậy. Chỗ này thầy quét lại. Trực lệnh đúng theo cú pháp rồi mà lại không ra nhỉ. C3 họ tên. Ôi, câu này để thầy sửa sau nhá. Alo. Vâng ạ. Alo cả lớp, thầy đang thử xem là có sử dụng được cái hàm này không. Mà thấy nó chưa được thì thầy sẽ sửa sau. Coi như là cái này là phần mở rộng thôi. Mở rộng cuối. Nhưng mà thầy hôm nay cho vào luôn thì chúng ta đã tìm thấy rồi. Tìm thấy là giá trị cao nhất, nhỏ nhất rồi. Nhưng mà ở cái vùng này là thầy chưa tìm ra được. Thì buổi sau thầy làm nốt nhá. Alo các em. Vâng ạ. Dạ, ok. Vâng ạ. Rồi cho các em nghỉ giải lao nhá. Em chào thầy. Thầy chào các em. Chào thầy ạ. Em thầy ạ. Chào thầy ạ. Chào cả lớp. Em thầy ạ. Chào thầy ạ. Bố ơi, bố lại còn ngồi bố bấm nữa. Bố đang hát. Đâu, mày lên thấy điện thoại đây.
Dạy con cứ hỏi là